Được tổ chức từ nay đến ngày 2 tháng 6, 2019, Liên hoan ẩm thực hot nhất mùa hè 2019 quy tụ hơn 250 món ăn mặn, 100 món chè, bánh phương Nam và hơn 40 gian hàng đặc sản từ nhiều vùng miền trên khắp cả nước. Không chỉ có hương vị thơm ngon đặc trưng, mà món ăn đều được các đầu bếp chăm chút, trình bày một cách tỉ mỉ, hứa hẹn sẽ đáp ứng yêu cầu của thực khách về vị giác, khứu giác và thị giác. Cái thức ăn như vậy là rất là ngon và cô thấy là rất là hạnh phúc vì cho những cái gia đình đó đi lên tới lễ hội này, người ta sẽ thấy hạnh phúc hơn khi mà được sum họp một cái gia đình để ăn uống. Bên cạnh những hoạt động đáng chú ý về ẩm thực, du khách tham quan còn được thưởng thức nhiều tiết mục trình diễn nghệ thuật hấp dẫn xuyên suốt sự kiện như laser show, màn hình nước 3D, múa rối nước hay buổi trình diễn của Vua Bong Bóng Giang Fan.